Xin chào tất cả mọi người, mình là Đạp Vũ Cat. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Fortress trong Minecraft Speedrun cũng như là Minecraft Survival. Vì đây sẽ có thể là một video khá là dài nên mình xin phép sẽ skip qua toàn bộ phần giới thiệu để có thể đi ngay vào chủ đề chính của video ngày hôm nay nha. Và tiện thể, chúng ta đang tiến rất gần tới với cột mốc 100.000 subscriber rồi. Chính vì vậy mà nếu như các bạn còn chưa bấm nút đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một subscribe để ủng hộ mình. Trước khi kết thúc năm nay, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành cột mốc này nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào video thôi. Fortress là công trình chỉ xuất hiện dưới Nether và kết cấu được làm hoàn toàn bởi các khối Nether Bricks. Nó sẽ có thể được phát hiện dễ dàng bởi màu sắc tối hơn hẳn so với các block khác ở trong địa ngục. Trong các phiên bản cũ hơn của Minecraft thì Nether Fortress thường được xuất hiện ngẫu nhiên tại các địa điểm rất gần so với cánh cổng Nether. Kể từ phiên bản 1.16.1, do chịu sự ảnh hưởng của các cập nhật mới về Nether như biome, mob và công trình thì Nether Fortress về cơ bản là vẫn sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nhưng giờ đây nó sẽ chịu sự ảnh hưởng bởi một quy luật phân bố của các công trình dưới địa ngục, đó là góc phần tư. Góc phần tư được hiểu đơn giản là như sau. Một thế giới trong Minecraft thường sẽ được chia ra là 4 góc phần tư vô hạn lớn bằng nhau. Chúng sẽ có 4 góc phần tư, bao gồm có dương dương, âm dương, âm âm và dương âm. Bằng cách sử dụng nơi đa ba, bạn sẽ có thể biết được tọa độ đứng của mình là đang ở đâu trong cái bảng tọa độ góc phần tư này. Theo lý thuyết thì tuyệt nhiên sẽ chỉ có một công trình có thể xuất hiện ở mỗi góc phần tư. Nó sẽ có thể là Fortress hoặc cũng có thể là Bastions. Ví dụ bạn biết được rằng có một cái Bastion đang nằm ở tọa độ dương dương. Điều này có nghĩa là ở trong góc phần tư dương dương, chắc chắn sẽ không còn có thêm bất cứ sự xuất hiện của một công trình nào. Lúc này, các bạn sẽ muốn đi sang góc phần tư khác để xem bên đó có thêm công trình nào hay không. Với 4 góc phần tư thì chúng ta sẽ có tối đa là 4 công trình. Nó sẽ có thể là Fortress hoặc cũng có thể là Bastions, nhưng nói chung tỷ lệ xuất hiện là ngẫu nhiên. Và đương nhiên, nếu như các bạn đi xa hơn thì chắc chắn là vẫn sẽ có các công trình khác để cho các bạn khám phá. Tuy nhiên, trong Minecraft Speedrun, nếu như đã buộc phải đi xa như thế thì tụi mình sẽ lựa chọn reset cho nhanh. Tọa độ ở mỗi góc phần tư để đi tìm Fortress sẽ là khoảng từ x200, z200 đổ lại. Nếu như đã đi đến đây rồi mà các bạn vẫn chưa thấy sự xuất hiện của bất cứ một cái Fortress nào thì các bạn hãy bẻ hướng sang góc khác hoặc lựa chọn reset nha. Để áp dụng thủ thuật góc phần tư này hiệu quả, các bạn hãy bấm cho mình thêm bảng Pie Chart Shift F3. Từ bảng mở đầu này, các bạn hãy bấm cho mình theo thứ tự Tweaks, Levels, Entity, Block Entities. Thường cách bấm sẽ là 3113. Sau khi các bạn bấm nó đến đây thì chúng ta sẽ có một cái bảng pie chart trông như sau. Bảng này sẽ chỉ ra cho các bạn là trong số trang radar distance mà các bạn đang set sẽ có sự xuất hiện của block nào trong trò chơi. Dưới Nether thì hai block được bảng này chỉ ra sẽ là dương và moss spawners. Và để đi tìm Fortress thì các bạn sẽ chỉ quan tâm đến phần màu xanh cyan đại diện cho sự xuất hiện của moss spawner mà thôi. Moss spawner thường sẽ chỉ xuất hiện ở hai công trình duy nhất. Đó sẽ có thể là Fortress tại lòng Blaze Spawners hoặc cũng có thể là Chest Room Bastions tại lòng Magma Spawners. Trong lúc khám phá các góc phần tư, nếu như các bạn thấy phần Moss spawner này biến mất thì điều này có nghĩa là chẳng có bất cứ một cái Chest Room hay Fortress nào đang nằm ở trong góc phần tư này. Vì vậy mà các bạn hãy chuyển hướng ngay lập tức nha. Trong Minecraft Speedrun, việc Fortress có thể xuất hiện ở rất gần hoặc ở rất xa so với vị trí spawn là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, nếu như buộc phải reset vì không thấy bất cứ một cái Fortress nào thì các bạn cũng đừng cảm thấy buồn nhé. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bố cục của một cái Fortress nha. Nether Fortress thường sẽ được chia ra làm hai phần. Một là phần đường hầm và hai là phần cầu lộ thiên. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nói với nhau về phần đường hầm nha. Đặc điểm nhận dạng của phần đường hầm là sẽ có phần chân được bọc kín bởi khối gạch Nether. Trong phần đường hầm này, chúng ta sẽ có hai con đường chính, hoặc là sẽ đưa các bạn tới với ngõ cụt, hoặc là sẽ đưa các bạn tới với phần cầu lộ thiên. Điểm đặc biệt của phần đường hầm này là nó sẽ có khả năng có sự xuất hiện của các dân loot với các item khác nhau như sắt, vàng, kim cương, yên ngựa, vân vân. Trong Minecraft Speedrun, các item trong dân loot này đôi lúc có lúc cần hoặc cũng có lúc không. Các item thường được các speedrunner mong đợi trong các dân loot này sẽ là sắt và kim cương khi số Nether chưa có bất cứ một cái cúp sắt nào, sẽ là vàng khi buộc phải chơi chiến thuật Classic hoặc là để chế tạo ra cúp vàng, sẽ là giáp vàng để tự bảo vệ bản thân, và cuối cùng sẽ là những viên obi sau khi giải Bastions mà vẫn chưa có đủ 10 viên.
Các item còn lại như bới địa ngục thường sẽ được sử dụng trong Speedrun on Avestness thì ta sẽ không cần quan tâm đến chúng lắm, bởi vì chúng sẽ xuất hiện ở phần chân cầu thang đi lên ngõ cụt trong phần đường hầm, nên nói chung là việc nó xuất hiện ở trong dương hay không cũng không thực sự quá quan trọng đâu. Còn các item còn lại như yên ngựa hay giáp thì các bạn cứ vứt đi cũng được nha. Để thoát ra khỏi phần đường hầm để tới phần cầu lộ thiên, các bạn sẽ muốn tìm được cho mình được căn phòng có chứa một ô lava như sau đây, vì đây là nơi giao thoa duy nhất giữa hai phần của công trình. Nếu như các bạn đã đến được căn phòng này thì chắc chắn là các bạn đã chuẩn bị thoát được ra khỏi phần đường hầm nha. Có một tip để giúp cho các bạn có thể tìm được căn phòng này dễ dàng hơn, đó là các bạn hãy bỏ qua tất cả các con đường có thể có sự xuất hiện của dương và đi theo các cái hướng của cái bậc thềm này chỉ. Tỷ lệ rời được khỏi phần hallway chắc chắn sẽ là 90%, còn 10% còn lại sẽ là theo nhân phẩm của bạn. Tiếp theo sẽ là về phần cầu lộ thiên. Kết cấu của phần cầu lộ thiên khá là rắc rối. Điểm kết thúc của mỗi con đường sẽ có khả năng dẫn các bạn tới một con đường khác, hoặc sẽ là điểm dead end đưa các bạn ra khỏi Fortress. Nếu như Fortress bị vùi trong lòng đất thì phần cầu lộ thiên này cũng sẽ được bọc y như phần đường hallway vậy. Điểm phân biệt dễ dàng nhất so với phần đường hallway là phần cầu lộ thiên sẽ có phần chân cầu không được bọc kín toàn bộ. Nhìn sơ qua bằng mắt thường thì cũng sẽ có thể thấy được sự khác nhau là lớn đến như thế nào. Trên phần mặt cầu chúng ta không có bất cứ một cái dương lút nào. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phần cầu lộ thiên sẽ trở thành một phần vô dụng khi tiến tới Fortress đâu. Thực tế thì các speedrunner lại quan tâm đến phần này nhất khi tiến tới Fortress, vì đây sẽ là nơi luôn luôn có sự xuất hiện của ít nhất và duy nhất của hai lòng Blaze Spawners. Tại nơi này, các speedrunner sẽ chiến đấu với những con Blaze với hy vọng chúng sẽ rớt ra quay kỳ lửa càng nhanh càng tốt. Tiện đang nhắc đến Blaze, chúng ta hãy cùng đi đến phần tiếp theo nha. Có hai loại mob chính mà Fortress là nơi duy nhất có khả năng spawn ra được, đó là Blaze và Wither Skeletons. Wither Skelly là anh em của con Skeleton. Nó cầm kiếm đá với sức sát thương không quá mạnh. Nó sẽ gây ra 2,5 team ở chế độ dễ, 4 team ở chế độ thường và 6 team ở chế độ hardcore. Ngoài khả năng kháng lửa, mỗi đòn đánh của con Wither Skelly sẽ luôn luôn có 100% khả năng gây ra hiệu ứng khô héo. Trên tiếng Anh được đọc là Wither. Hiệu ứng này sẽ hút máu của người chơi mỗi 2 giây là 1 team và 5 team sau 10 giây hiệu ứng kéo dài. Nói chung là khi chiến đấu với những con Wither Skelly, các bạn hãy cố gắng đừng để cho nó chạm vào người mình, vì tốc độ di chuyển của con mob này là khá chậm, nên việc chạy thoát của bọn nó là không có gì khó khăn đâu. Wither Skelly có thể được spawn ở mọi vị trí trong Fortress. Nếu như các bạn bổ về chiến đấu với bọn chúng ở phần cầu lộ thiên, thì các bạn có thể hạ gục bọn chúng bằng một hit thường và một hit crit đa bằng diều. Hoặc nếu như thấy đông quá thì các bạn có thể sử dụng thủ thuật chống cao lên nha. Với chiều cao là 2,4 block, bọn Wither Skelly này sẽ không thể nào vừa tới được chúng ta. Lúc này, chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng tay không để đẩy cho bọn chúng xuống dưới là được. Còn nếu như các bạn buộc phải chiến đấu ở phần đường hầm, các bạn sẽ chỉ cần đặt 3 block để chặn hết phần đường của bọn nó đi. Nó sẽ không thể nào bước qua được vị trí của bạn đâu. Lúc này, các bạn chỉ cần đánh cho bọn nó chết bằng 2 hit bằng diều là xong. Thiên địch của loài Wither Skelly chính là những con Piglins. Về cơ bản là khi thấy nhau, bọn nó sẽ ngay lập tức nhảy vào chọi nhau, không cần biết ai thắng ai thua. Khi đánh chết con Wither Skelly, nó sẽ có 33% khả năng rơi ra than, 8% khả năng rơi ra kiếm đá và 2,5% rơi ra đầu lâu Wizards, và đương nhiên tỷ lệ rớt này sẽ tăng lên cùng với kiếm loading. Tiếp theo sẽ là về những con Blaze. Blaze là con mod thuộc hệ lửa, ghét nước và biết bay. Blaze sẽ có khả năng bắn ra 3 quả cầu lửa hướng tới người chơi, còn chúng mày không thì không biết, chỉ biết là em mặc dù tệ vào cờ nhưng mà lúc nào chúng nó cũng thích bắn người chơi nhá. Một quả cầu lửa sẽ gây lên người dính trưởng mất 2,5 team, sau đó nó sẽ tiếp tục thiêu đốt người chơi trong vòng 5 giây và mỗi 1,25 giây sẽ mất nửa team, tổng cộng là 2 team cho mỗi quả cầu lửa. Các bạn có thể chặn chiêu của bọn nó bằng cách sử dụng khiên cũng như là đốt chống lửa nha. Sau khi bắn cầu lửa xong, Blaze sẽ chuyển ra chế độ cận chiến. Người chơi sẽ không thể biết trước được khi nào nó định đánh chúng ta, chỉ biết là nếu như vô tình đứng gần bọn nó quá thì bọn chúng sẽ ngay lập tức đánh chúng ta rất nhanh, và hitbox của bọn này cũng khá là ảo ma Canada nha. Blaze sẽ có 50% rớt ra quay quỷ lửa. Với kiếm loading 2 và 3 thì bọn nó sẽ có khả năng rơi ra nhiều hơn, từ 2 đến 4 que, hoặc là cũng có thể như thế này đây. Cảm ơn. Rơi một drop at đây là looting tree của. Quay kỳ lửa là thứ tất yếu mà speedrunner buộc phải có nếu như muốn hoàn thành trò chơi. Để đi tìm stronghold và hoàn thành cánh cổng dẫn tới The End, số quay kỳ lửa mà người chơi mong muốn nhất sẽ là từ 6 que trở lên, tương đương với 12 mắt Ender. Chúng ta sẽ có một vài tip để tăng tỷ lệ spawn của những con Blaze. Tip thứ nhất là đối với biome Soul Sand Valley, nếu như các bạn chuyển Render Distance lại đến con số 5 hoặc thấp hơn
thì tỷ lệ spawn ra các con mob ở trong fortress này sẽ tăng lên rất cao. Khi đó, nó sẽ có khả năng spawn ra cả chục con Blaze cũng như là Wizard Scaly. Vì vậy mà các bạn hãy cân nhắc kỹ nha. Thủ thuật này có thể được áp dụng với các biome khác, nhưng nó sẽ chỉ hiệu quả nhất với Fort nằm ở biome Soul Sand Valley hoặc Fort có những dòng lava chạy xuống từ trên cao. Nếu như các bạn thấy như vậy là quá risky, thì các bạn có thể thử qua team thứ hai. Các bạn chỉ cần đào hết xung quanh phần bao quanh của lồng Blaze Spawner là các bạn đã có thể tăng được tỷ lệ spawn của những con Blaze cũng như là về số lượng. Tối đa của một lần spawn sẽ là 4 con và thấp nhất sẽ là 1 con nha. Nếu như các bạn cảm thấy có lời để đào thì các bạn có thể sử dụng giường để kích nổ nha. Và sau đây sẽ là một số cách kích nổ giường mà các speedrunner thường hay sử dụng. Và yeah, như vậy là vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau đi qua video về những điều mà các bạn cần phải biết về Fortress cho Minecraft Speedrun. Nếu như các bạn biết thêm về điều gì về Fortress cũng như là những cảm nghĩ của các bạn về video này thì đừng quên để lại comment ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì cũng không có gì nhiều để nói nữa. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Còn bây giờ thì mình phải đi đây. Bye!